Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng chức năng Mass Photo trong CapCut. Thì Mass Photo là một công cụ dùng để đưa một cái ảnh hiện trạng vô bên trong CapCut và làm cho vật thể đó nó khớp với cái phối cảnh điểm tụ của cái trong phần mềm CapCut. Thì đầu tiên là để sử dụng chức năng này thì mình phải chọn chức năng Mass Photo này. Nếu mặc định mấy bạn không có thì tắt nè, không có là thì các bạn vô phần Windows Default Tray và bật cái Mass Photo ra thì nó hiện cái thanh công cụ này. Thì khi có thanh công cụ này hiện ra đó thì các bạn làm như sau. Ở phần dấu cộng này nè, là mấy bạn bấm vô là New Mass Photo ha, bấm vô đây thì nó hiện cái ảnh hiện trạng nó cho mình chọn. Thì ví dụ mình lấy cái tủ quần áo này đi ha, bấm open ra đó. Thì khi lần đầu tiên á mình mở lên á thì nó có những cái chục màu xanh và đỏ. Thì mình để cái nè, cái chục màu đỏ này nè chính là chục bit ha, màu đỏ lớn nè, dài nè ha, là chục bit mà cái đường nét nó nét liên tục á. Còn chục màu xanh á là chục y và chục màu xanh dương là chục z ha. Thì mình sẽ làm theo cái hướng mà song song với chục đỏ này. Ví dụ tương tự với chục đỏ này mình có hai cái đường chục đỏ màu đất nè ha, thì mình biết là cái hướng này chính là hướng chục bit nè chứ không phải hướng này ha. Thì lúc đó mình mới về thôi. Thì một cái phối cảnh cần có hai cái điểm tụ là trên và dưới ha. Ở đây giống như mình có hai đường nè, mình lấy đường dưới là cái màu đỏ này ha, rồi mình hơi kéo dưới ra hoặc kéo bằng vô đây cũng đều được hết ha, không có sao, nhưng mà kéo bằng vô thì mình dễ canh nè, cho chính xác hơn ha, zoom lớn ra, lăn chuột á, zoom lớn ra thôi, rồi để nó vừa vô. Rồi tương tự trên đây ha, vậy ha, di chuyển lên, khi di chuyển lên mấy bạn nhấn giữ chuột trái á, nhấn chuột trái cho nó hiện hình bằng tay á, mình di chuyển vô, rồi sau đó mình rơi vô nút ô vuông này nè. Thì rơi vô nó cũng hiện hai bàn tay nữa không, rơi vô đây ha, cũng vậy ha, rơi vô vô nè, đó nó vô đây ha, vô khớp. Rồi tương tự vậy mình làm với chục màu xanh, thấy không, chục màu xanh là cây chục này nè không, thì tương đương với nó có hai cái đường xanh đất, đường trên và đường dưới. Thì đây là đường dưới nè, đây là đường trên nè ha, đó mình cứ nắm giữ chục trái mình rơi nó vô thôi, rồi zoom lớn lên ha, rồi mình rơi nó vô cho nó khớp cái này bên đây ha, nhấn giữ chục trái rơi vô cho nó khớp này. Rồi tiếp tục ở trên đây cũng vậy ha, nhấn vô chuột trái rơi vô ở khớp này, nhấn vô chuột trái rơi vô ở khớp này đó ha. Rồi còn lại chuột màu xanh nè, nhấn vô cái chuột màu xanh ha, có nút chuột màu xanh chứ có một cái nút thôi, nút màu vàng này ha, rơi vô này ha cho nó khớp đó. Thì mình thấy ông nó sẽ ngay cái chuột của cái tủ luôn. Rồi ở đây thì mình thấy tỷ lệ con người nè so với tủ rất là nhỏ ha. Cái rất là hay cái là con người nè, nó dùng để ứng tỷ lệ. Thì thường người cao khoảng 1m7 đúng không, mà cái tủ này cao khoảng 2m2 thì mình phải scale nó lên ha, bằng cách là mình rơi vô á cái chục màu xanh dương nè, khi mình thấy hai cái mũi tên rồi đó, hai mũi tên xuất hiện á thì mình nhấn vô chuột trái mình kéo lên đó, thì lúc này nó sẽ keo cái hình này lên đó. Thì cái tầm này nè là con người khoảng 1m7 này ha, 1m7 ha, 1m7 hoặc 1m6 gì đó ha, mình nhắm theo tỷ lệ thôi ha. Mình nếu mình chưa dễ mình keo lên nữa cái lên nữa nè, đó vậy đó, cho nó bằng. Rồi khi mình thấy đạt được dự ý rồi đó thì mình bấm đo. Thì ở trên cái bảng setting của cái Mass Photo nè thì nó có ba cái chức năng là blend là dùng để thể hiện cái lưới mặt bằng, cái lưới mặt bằng. Thì cái mật độ lưới này mình hơi tăng lên, spacing 100 nè, mình hơi tăng lên là 500 chẳng hạn vậy, để cho nó lưới nó to lên, thấy không, cái lưới to lên nè. Rồi cái đó là lưới của chụp cái đi, còn lưới này của chụp red blue là ít với lại chụp z ha, ít chụp z thấy không, thấy lưới màu xanh dương không. Rồi cái lưới này là của chụp green blue là y và z thấy không, nó hiện cái lưới lên đó, mình thể hiện ba lưới lên. Rồi ở đây ở trên cái phần style nó có ba chức năng. Ở phần đầu tiên là inside cái ngay mình vẽ trong nội thất á thì mình chọn inside. Cái phần thứ hai á là above là vẽ ở ngoại thất, mình nhìn từ trên nhìn xuống ha, mình vẽ above. Còn cái phần thứ ba đó là outside là vẽ ngoại thất nhìn ngoài ha, cái cách gì đó nó là thể hiện thôi. Thì ở đây mình vẽ cái tủ là nội thất, mình vẽ inside ha. Thì cái này nó không ảnh hưởng mấy, cái này chỉ là cái thể hiện thôi, cái lưới thôi ha, mình hơi giảm cái lưới này lại, dù còn 300 thôi đó, để cho thấy cái mức độ lưới nó nhiều hơn ha. Đó là cái kiểu view nhìn thôi chứ nó không ảnh hưởng tới cái của mình. Rồi sau khi mình đã hoàn tất rồi đó, thấy ok hết rồi đó, thì mình bấm done. Đó là xong. Rồi
Bây giờ mình vẽ hình ha, thì vẽ hình thì luôn luôn là mình vẽ ở trong cái mặt trước của nó, mặt front đó. Thì ví dụ đây mình vẽ line, nên dùng line nha, chứ dùng cái tăng nó không chính xác ha, line này thấy không? Rồi mình bắt vô cái góc này trước ha, rồi mình vẽ. Khi mình vẽ thì tự động nó hấp theo cái đường điểm tụ này không, nó bị cưỡng chế theo đường điểm tụ luôn, chứ nó bị méo. À, rồi lên nè, không, nó tới đây nó theo đường điểm tụ luôn ha, rồi qua này thấy không, hết vô này thấy không, tự động nó hết vô ha, bắt vô, đó là giờ là xong cái mặt. Rồi cái mặt này xong cái mình bút ra nè, bút thấy không, tự động nó theo cái điểm tụ của cái hình cái tủ luôn thấy không, đó bút tới đây dừng, ok ha, bút đây dừng nha, rồi đó, rồi mình mới bấm 3 lần, à, mình make group nó đi, make group nó thành tủ, rồi sau khi make group xong á, thì mình về con người ra tí xíu, tại vì lát nó project nó sẽ dưới cái tay này vô cái tủ nè, mình về ra ha, về ra xíu, rồi sau khi về ra đó mình chọn cái này. À, ở bên đây á, nó có một chức năng là Project Texture from Photo, có nghĩa là nó dùng cái hình chiếu ha, hình chiếu để nó chiếu lên cái mặt phẳng mà cái tủ mình vừa dựng xong á, à, hình chiếu đứng, hình chiếu bên và hình chiếu trên xuống, hình chiếu top ha. Thì đây mình chỉ có hai hình chiếu thôi, hình chiếu phẳng, hình chiếu trước nè, hình chiếu bên. Thì bây giờ mình bấm Project Photo ha, rồi vậy là xong. Thì lúc mà mình tạo cái map photo này, nó sẽ tự tạo cái scene này cho mình ha. Thì cái scene này mặc định để nó khống chế cái đường đường tụ này nè, đường trục đo XY tụ ha. Rồi bây giờ mình quay nó đi ha, những chữ trục giữa quay đi nè. À, thì lúc này cái project photo là đã khớp với cái tủ rồi ha. Thấy không? Project photo khổ rồi. Thành ra cái này là mình không cần dựng cái tủ chi tiết luôn, mà mình lấy đúng cái hình của cái tủ mình làm cái 3D luôn. Đó. Rồi, thì ví dụ ở bên đây nè, mình muốn tô một cái tương tự, mình chích đây ha. Rồi, mình bấm chữ B, B bò là bên bất kịch đó, nhấn giữ phím Alt+F biến thành ống hút, hút vô đây một cái. Rồi sau đó mình tô qua đây. Đó, thì nó tô qua được luôn rồi. Đó. Nó sẽ thành ba mặt của tủ. Rồi đương nhiên mặt trên là mình không được rồi, đương nhiên mà tại mình không có rồi chết cái đó. Ha, thành ra mình chỉ thấy được cái phần này thôi. Đó, vậy là xong một cái phần một cái tủ. Rồi để mình làm được mặt thứ ba đó thì mình phải tìm một cái hình có ba mặt vậy. Thì thí dụ bây giờ ha, file ha, new đi ha, new rồi no ha. Rồi thì mình làm một cái mới nha, bấm vô dấu cộng ha, rồi chọn cái tủ nè, không, cái tủ này thì nó có ba mặt này thấy không? Đó thì mình thấy không, cái trục nó cũng tương tự ha. Rồi bây giờ mình làm như sau, trục màu xanh này không, kéo này thì mình rõ ràng rơi cái này ra màu xanh nè. À, ok ha, rồi kéo này đi ra đây. Thì các bạn càng làm chính xác thì nó sẽ đẹp, còn không làm chính xác cũng được. À. Rồi, ok, một cái tới cái này ha. Cái này kéo vô đây góc này. Rồi cái này kéo góc này ha. Rồi ok, tiếp tục cho màu đỏ. Cái này nó bị cái chỉ nên ra mình phải lấy khúc trên luôn ha. Để cho nó khớp khúc trên này đi. Khúc trên này nó bị vàng trắng tí xíu. Rồi màu đỏ dưới đây cũng vậy ha. Đó, nếu mình lấy dưới nè thì nó sẽ khớp dưới, nơi không có bột vàng trắng ở dưới. Nó tự chế nó bị vàng trắng dưới ha. Rồi này vô đây cho nó khớp luôn. Rồi tương tự vậy ha, rơi chụp màu xanh vô đây, rơi vô cạnh đứng của nó nè. À, đó nó ngay khớp ha. Rồi để cho nó khớp tỷ lệ đó thì mình scale lên. À, cũng vậy ha. Cái, khi mà rơi tới chụp màu xanh vô nó biến có hai mũi tên đó, những dưới chụp trái kéo lên. À, thì cái tủ này tủ dài khoảng cao cả mét 2 nè, đúng không? Mình kéo người lên tí xíu. Đó. Thằng này nè ha, vừa ha. Đó mét 2, khoảng ngang thắt lưng này đúng không? Rồi, ok. Những cái lưới này mình cứ để mặc định ha. Rồi sau khi mình thấy vừa ý rồi đó, mình mới bấm là Done ha. Rồi sau khi Done thì bắt đầu mình mới vẽ một cái line từ đây qua đây ha. Vẽ lên nè ha. Vẽ qua nè ha. Đó, tự động nó hết vô ha. Đó. Rồi sau đó mình boot. Boot cái này đi. Boot thì nó khớp vô cái tủ của mình luôn.
cái này cộng dồn tỷ lệ bút được qua cái lát nó thấy màu trắng cái đó đó, thiếu một tí không sao, bút lại ha, thiếu một tí ha, đó, thà thiếu một tí gì đi thì nó được đỡ bị màu trắng, và bấm 3 lần make group nó. Rồi sau đó mình bấm vô roll chat from photo, rồi xong, rồi nhấn giữ chuột giữa xoay này ha, đó, thì nó ăn ba mặt luôn ha. Ok ha, mặt này không có mình chích thôi, chích đôi vô nè, đôi vô bấm chữ B, B bò đó, nhấn giữ phím maintenance hút vô đây, rồi bấm tua đây, ok ha. Đấy, vậy là mình xong được một cái tủ ha, đó là cái kiểu mà hết được ba mặt nha, hết được ba mặt. Rồi rồi tiếp theo thì mình làm theo cách thứ ba ha. Cách thứ ba là mình đưa cái phòng khách vô, bấm vô dấu cộng này ha, rồi chọn cái phòng khách, rồi bên nó ra đó. Bây giờ nhiệm vụ của mình là vẽ thêm một cái bàn sofa ở đây và cho nó khớp với phong cảnh này ha. Giờ mình làm như sau, thì mình zoom tổng thể coi cái chuột màu xanh ở đâu, chuột màu đỏ ở đây, màu xanh ở đây. À, màu đỏ thì là đi ra, màu xanh đi vô. Rồi giờ màu đỏ ha, đỏ đây coi đúng không nha, ok nè, một này ha, rồi màu đỏ đây ha. Thì màu đỏ đây mình cái đường rèm nó lăng quăng là mình không thấy, thì mình zoom nó gần lên mình thấy cái phần cái kiến không, cái phần cái đố nhôm này à, mình canh thấy cái đố nhôm của nó đó để cho nó khớp cái đố nhôm này. Đấy, nó khớp đúng không? Rồi, còn cái chuột màu xanh lá cây á thì mình cho bên đây đi. À, bên đây mới đúng ha. Ngược lại. Rồi, màu xanh lá cây lại nè nha. Ví dụ cho nó khớp ở đây. Đó, canh thấy có đường chân ha. Ok. Rồi bên đây cũng vậy ha. Bên đây thì canh thấy có đường sofa. Sofa nè. Sofa nó cũng ngay tương đối nên làm được. À, cái mép phải trên mới ngay nè. Rồi này ông mép phải nè ha. À. À, đương nhiên nó có giỡn tí xíu của cái sofa đó nhưng mà mình cứ canh ngay mép phải thôi. Rồi ok ha. Rồi chụp màu xanh lá cây thì mình chụp màu xanh dương thì mình về đi. Đâu rồi? Lặp lại là về nó đây cái khớp lại nè ha. Rồi, đây cái khớp lại nè. Rồi còn chụp màu xanh dương mình có thể về đây. Đúng không? Làm những tủ đây cũng được ha. Thì mình để vô cho khớp để tỷ lệ đó. Rồi tới đây ha. Và mình mới zoom lên nè. Không? Đó, tỷ lệ người cái này ha. Ở mét 7 nè ha. Ok ha. Rồi sau khi ok rồi đó thì mình bấm là đo. Rồi, sau khi bấm đo là mình vẽ. Thì thường cái bàn sofa là khoảng 800 đúng không? 800 cao khoảng 2,5 3,4 á. À, dễ như sau. Ví dụ line nè. Rectangle này ha. À, dễ line rectangle cũng được, rectangle đi ha. Rồi, bấm từ đây ha. Rồi các bạn sofa bắt đầu từ đây. Rồi, vẽ một rectangle thì kích thước của nó là 800. 800 chấm phẩy chiều cao khoảng 350 để đó mình làm cái chân nữa 350 rồi ok sau đó mình bút bút đó theo bút thì tự động nó đi theo cái định tụ của kia đó không bút thì khoảng 1,200 ok ha tự động theo chân kia rồi mình bấm 3 lần mình make group nó đi make group nó rồi mua lên theo chục z mua nè mua lên chục z ha mua lên khoảng 100 đó để mình vẽ cái chân vô ha chân vô còn thôi mình thấy nó vẫn thấp á mình bu lên nữa à, nhưng mà mình vẽ chân xong đi rồi mình tính tiếp rồi để vẽ được cái chân á thì mình xoay nó đi không hay đi rồi giả sử đây mình vẽ một cái chân ha
chữ T. Từ đây vô đây là 100. Từ đây qua đây là 100. Từ đây xuống đây là 100. Từ đây lên đây là 100. Rồi, nhưng mà cái đích tăng. Đích tăng thì chân này khoảng là 50 ha. 50.50. Đó. Rồi mình bút xuống. Bút xuống 100 này. Đó, ok. Rồi sau đó mình làm vạch xéo chân ra. Vạch xéo chân ra bằng cách là chọn cái cạnh này nè. Mua nó vô. Mua vô nó là 15. Đó. Rồi tương tự bên đây kia ha. Chọn hai cạnh này nè. Mua nó ra là 15. Đó, làm gì đó ha. Rồi bấm 3 lần. Make group nó. Ok. Make group hoặc make component cũng được ha. Make component đi. Cộng chấm chết lại. Make component này bên lát mình sửa nó giống nhau hết. Make component. Rồi chân bàn. Đặt cho nó chân bàn. Rồi ai. Ok. Đó. Rồi mình copy nó qua thôi. M control. Copy qua ha. Ok. Rồi ở đây mình quên cài cái Luin Pro rồi. Là mình bấm scale thôi, scale ha. Bấm từ đây qua đây, gõ vô -1, -1 mã là nó ngược qua ha. Rồi move ra thôi. Move từ đây qua. Đấy. À. Rồi tương tự vậy ha, chọn từ đây. Copy qua thôi, em mở control. Từ nidit này tới nidit này. Ok. Rồi cũng vậy ha, tương tự ha. À, trừ 1 ra. Scale. Lại có -1, enter. Đó là nó bị ra ra ha. Mua nó thôi. Mua từ endpoint này vô. Từ đây nè, vô vào điểm này ha. Đấy, ha. Đó là xong cái chân bàn sofa. Rồi xóa mấy cái gai này đi, delete. Delete. Rồi, ở đây ví dụ mình làm thêm cái mặt bàn cho nó đỡ được điện tí 100. Rồi, bút xuống 5. Đó, làm như cái kiến vậy đó. Không? Rồi, bấm OK ha. Đó, bây giờ mình làm một cái bàn đơn giản vậy thôi. Rồi, bây giờ mình quay lại ha. Quay lại bằng cách bấm vô cái scene khách nè. Scene. Đó, thấy không? Nó crop vô. Đó. Thì cái này thì mình có thể scale lớn nó ra cũng được ha. Giờ chọn hết này đi, group nó lại đi. Make group nè. Make group nè. Thấy không? Scale lớn nó ra. Bằng cách là bấm lên scale. Thấy không? Bấm rồi nè. Đó, cho nó crop. Cho nó cao vừa đúng đó. Ok ha. Rồi, để thấy nó nguyên si cho nó crop cái này á. Thì mình vô cái phần là scene nè, không phải scene, vô cái phần style, vô style ha. Rồi ở chỗ mask photo nè, phọt ra nó đang 80 nè, mình kéo về bằng 0. Đó, thì khi kéo về bằng 0 thì cái bàn nó sẽ rõ lên, thì nó khớp này luôn. Lúc này mình render ra thì nó sẽ y chang cái điểm tụ, y chang cái này ha, y chang cái khớp với cái phần khác của mình. Đó là cái cách thứ 3 của mask photo. Bây giờ cách thứ 4, vô file, new, no ha. Rồi cái thứ tư là mình vẽ công trình nhà phố hiện trạng đó. Thì thường mình muốn là chụp cái hình hiện trạng đó cho khớp với lại cái nhà phố mình dựng phối cảnh vô đó, để cho nó coi công trình thực tế so với cái công trình xung quanh nó làm sao. Thì mình làm như sau. Cũng nghĩ ha, cũng lần đầu tiên thì mình bấm vô cái phần mask photo, bấm vô dấu cộng. Rồi mình chọn cái hiện trạng. Chọn hiện trạng là cái này. Đây. Hiện giờ đây có một khu đất trống này không? Thì mình muốn xây một cái nhà ở đây mà cho nó khớp với cái phối cảnh này. Thì mình làm như sau. Rồi mình thấy cái trục màu đỏ này không? Thì mình rơi xuống ha. Trục màu đỏ này là cái len đường đó. Thì mình rơi xuống, rơi cho nó khớp cái lề đường này không? Đó, có thể nó bị lệch tí xíu cả nó không sao. Tương đối thôi ha. Còn muốn kỹ thì mình sẽ làm kỹ vô đó không? Rồi ở phần phía trên á thì mình thấy đây. Đây nó có cái phần cái nhà này không? Mình kéo xuống cho nó khớp với điểm tụ đó không?
hả, cái định tụng ở nhà không hả. Rồi cái phần chụp màu xanh gì ha, màu xanh mình rơi vô đây đó, mình kéo xuống cho nó khớp định tụ này trên cạnh dưới cũng vậy ha, cạnh dưới thì mình lấy cái bức tường này làm chuẩn nè, mình rơi cho nó khớp định tụ ha. Ok đó ha, đỏ dưới đỏ trên nhớ chưa. Rồi cái chụp màu xanh đó thì mình rơi tới đây, rồi tới cái chiều cao công trình này đó, nó cốp này không đó, nghỉ góc này ha, nghỉ góc thẳng không. Rồi thì con người lúc này nó to mất tỷ lệ nè, thì mình làm như sau ha, kéo nó xuống cho nó vừa đủ tỷ lệ đó, khoảng này ha, được ha, là vừa. Rồi sau khi ok hết rồi đó thì mình mới là bấm vô đo đó, đo. Rồi ở đây giả sử mình có một công trình nhà phố mình đã dựng xong rồi ha, đây nè công trình nhà phố dựng rồi, rồi mình hay nhất mình rút nó lại ha, rút nó lại. Sau khi rút lại cái mình copy nó qua edit copy, rồi để copy cho nó khớp vô cái đó thì mình bắt đầu mình qua bên cái phần bên bản vẽ này ha, mình mới dựng một cái hình trước ha, kích thước cái nhà phố này khoảng nhiêu để cho mình coi nha. Nhà phố này khoảng chừng T nè, từ đây đến đây là 5 mét, từ đây đến đây là 18 mét rưỡi, 18650 ha, 18650 ha. Rồi chiều cao khoảng 11250 ha, thì mình dựng khoảng đó ha, 11250 11250 với lại 5 mét trước đi ha, 11250. Rồi mình dựng như sau ha, line nè, từ đây qua đây á mình vô là 5 mét ha, 5000 đấy. Rồi lên nè, lên là 11250 đấy, rồi đi qua hồi cao vậy ha, đó nó hết vô ha, qua xuống là, qua là 5 mét đó, rồi đi xuống đó, rồi khớp vô, rồi bút nó thôi, bút ha, bút nó vô là 18500 đấy, nó khớp vậy đó ha. Rồi là mình khi mình vẽ thì mình thấy cái tỷ lệ con người chắc là nó to nó mới vậy ha, cứ bấm 3 lần đi, make up đi cho nó khớp, tại vì cái nhà này nó 2 tầng. À, thì tương đương cao hơn cái nhà này tầng thôi, thì vậy nó cũng gần bằng rồi đó, nhưng mà cỡ mình scale con người cho nó nhỏ lại nè. Rồi muốn scale con người lại ha, cho nó khớp á, thì mình bấm vô cái phần bánh răng cưa này nè, để nó vô chế độ edit lại ha, edit lại. Rồi dấu cái chụp màu xanh ha, rơi chụp màu xanh nè, scale nó nhỏ lại nè, thấy không đó, cho nó khớp vô à, thì cái người chắc là hơi to đấy, không khớp đó, cỡ này là vừa nè, thấy không, trên 1 tầng thôi ha, đó là vừa đủ nè ha. Ok ha, ok chút xíu nữa nha, còn 1 tầng thôi đúng không, thấy không, tầng lầu là tầng lầu nè, vừa 2 tầng đó. Rồi sau khi keo vừa tỷ lệ con người mình thấy nó vừa đó ha, với cái tầng chiều cao tầng mình thấy nằm tầng trệt nè, tầng lầu 1 nè, lầu 2 nè, thấy không, rồi bấm đo thôi hả. Rồi mình có được cái này rồi, mình ok ha, mình giữ nguyên vậy, mình bấm xuống giữa mình xoay ha, thấy cái nhà nó khoảng vậy nè, thấy không. Rồi mình vô edit bát, nãy mình copy rồi, mình bát qua thôi đó, bán qua ha. Rồi mình mua nó vô vị trí mua vô cho nó có vị trí này đó, ok ha. Rồi sau mình xóa cái khóa màu trắng đi mình mua ra nè, thấy không, xóa khóa màu trắng đi, mình thấy nó cũng khớp này, thấy không, tương đương nè ha, đấy, thấy không, tương đương, thấy không. Rồi ok, xóa đi ha. Rồi sau khi xóa đi mình vô cái scene này lại, vô scene lại đấy, thấy không, thấy nó khớp vô không. Rồi sau đó mình vô cái phần style ha, chọn cái chừng chỗ phần mask photo nè, mình cho cái program mình cho nó đục đi đấy, nó khớp, thấy không ha. Đương nhiên là bạn có thể điều chỉnh tiếp ha, nhưng mà vậy là ok, nó khớp với cái cảnh rồi. Thì đây nó có một vấn đề là cái cọc dây điện nè, với lại cái cục điện nè nó bị lắp, thì cái này mình vô Photoshop á, mình cắt ra ha, cắt ra mình lắp vô cái chỗ này trước để cho cái bị nó khớp với cái này. À, giờ bạn thấy nó không, có cảnh định tụ nè, à, nó định tụ nó khớp với cái hình hiện trạng ha, ok ha.
Rồi, vậy là mình xong, đã hướng dẫn xong các bạn phần map photo. Chúc các bạn thành công ha.